Xin mời. Dạ. Tôi hết sức là bất ngờ khi được chị mời dùng cơm tối. Trước giờ, kể cả lúc còn anh Phát Thuận, có khi nào tôi thấy chị tiếp xúc bên ngoài đâu. Tôi là kiểu phụ nữ an phận, chỉ muốn một lòng để lo cho chồng con và chăm sóc gia đình. Chuyện làm ăn bên ngoài tôi đâu có biết gì, đi theo giao tiếp thấy không hề thoải mái chút nào, lại còn phí thời gian nữa, cho nên lúc nào tôi cũng từ chối hết. Phát Thuận và anh Duy rất là may mắn có được một người vợ và một người mẹ giống như chị. Đăng Duy mất rồi, dù muốn hay không thì tôi cũng phải có trách nhiệm với Phát Đạt. Với những gì mà chồng con tôi gây dựng, anh Liêm nè, hình như tôi nghe nói sắp có đại hội cổ đông mở rộng để chọn chủ tịch mới, đúng không anh? Tôi thì không rành chuyện kinh doanh, nhưng đã có anh bên cạnh thì tôi cũng yên tâm phần nào. Anh giúp cho tôi nha anh Liêm. Với số cổ phần mà anh Duy để lại, nếu muốn thì đương nhiên chị sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Phát Đạt. Tuy nhiên... Không sao đâu, có gì anh cứ nói. Như vậy nè chị, ngoài việc nắm phần lớn số cổ phần của công ty, chủ tịch còn phải là người có năng lực, nhạy bén trong kinh doanh và có tầm nhìn tốt. Nếu chị giữ chức chủ tịch e là không hợp lý. Tôi không ham danh vọng, càng không biết gì về kinh doanh. Nhưng trong thời gian này, tôi muốn thay thế Đăng Duy một thời gian ngắn để nắm được tình hình của công ty, đồng thời cũng để tìm ra một người thật sự có tài, người mà tôi có thể tin cậy. Rồi tôi sẽ chuyển giao cho người đó. Anh thấy có được không? Dạ, thưa với chị, tôi sẽ bàn bạc với ban lãnh đạo công ty. Tôi mong anh giúp đỡ. Mời anh. Dạ, mời chị. Mời chị. Mời anh. Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà bà chị vẫn đẹp như xưa. Cảm ơn anh đã quá khen. Không những đẹp mà tôi còn ngưỡng mộ chị rất nhiều. Chị chỉ dạy cậu Khiêm thành đạt. Dạ, cháu nó được như ngày hôm nay, công ơn của anh cũng không nhỏ. Cho nên hôm nay tôi mạo muội mời anh một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn anh đã nâng đỡ cháu, dẫn dắt cháu bước vào con đường này. Thật ra cậu Khiêm rất có năng khiếu nên tiếp nhận công việc rất nhanh như vậy. Tôi còn nhớ ngày đầu khi đưa cháu tới gặp anh, lúc đó thân phận của tôi chỉ là vợ anh Phát thôi, là giám đốc của một công ty đang cạnh tranh với công ty của anh. Vậy mà anh không ngần ngại vẫn nhận cháu vào làm. Tôi thật sự biết ơn anh. Nói thật á, là vì tôi biết rõ thân phận của chị nên tôi mới dùng hết nỗ lực đào tạo cậu Khiêm. Không gì bằng nuôi dưỡng sự cạnh tranh bằng lòng thù hận. Đó là triết lý kinh doanh của tôi. Và đến hôm nay hình như tôi đã đúng. Mọi thứ đã diễn ra rất hợp với ý tôi. Cũng vì vậy, hôm nay tôi mới muốn gặp anh để có thể bàn bạc hướng đi lâu dài của hai công ty. Khi tôi và thằng Kim có thể sở hữu được công ty thì sẽ cùng với công ty của anh tạo ra một đại công ty. Tôi tin chắc chúng ta sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Anh có nghĩ như vậy không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Trước mắt chị cần gì thì chị cứ liên lạc với tôi sẽ hỗ trợ chị hết mình
để đạt được mục đích sau cùng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi có thể coi mình là như vậy được không anh? Đúng quá, quá đúng chị à. Mời chị. Với mục đích gì vậy? Bao nhiêu năm qua cô toàn tâm toàn ý cống hiến cho Phát Đạt, là vì tình bạn với Đăng Duy. Hiện giờ Đăng Duy không còn nữa, cô có nghĩ tới chuyện thay đổi môi trường không? Anh muốn mời tôi về thành công sao? Không phải mời cô về thành công, mà là tôi muốn chúng ta bắt tay hợp tác. Bắt tay hợp tác là ý gì đây? Theo những gì tôi biết, cha cô tên là người sát cánh dòng Thuận để gây dựng nên Phát Đạt. Phát Đạt được như ngày hôm nay, công sức của cha con cô không ít chút nào. Cô không thấy ấm ức sao? Sao tôi phải ấm ức chứ? Tôi biết cô là người coi trọng tình nghĩa. Lúc còn Đăng Duy thì không nói làm gì. Bây giờ Đăng Duy không còn nữa, bắt tay với tôi, cô sẽ có được vị trí cao hơn, xứng đáng với cô hơn. Không đời nào. Phát Đạt là của anh Đăng Duy, không đời nào tôi bắt tay với anh hại Phát Đạt. Cô cứ từ từ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này vào dịp khác. Đừng có mà mơ. Đăng Duy ơi là Đăng Duy, mày chết rồi mà còn nhiều kẻ chung thủy với mày ghê quá. Chết cho mày cũng đáng. Như vậy đã ra dáng của một nửa chủ tịch tập đoàn rồi chứ. Ông thấy sao? Tôi xứng đáng có được mọi thứ, đúng không? Hôm nay luật sư bảo tới, tất cả gia sản này sẽ thuộc về tôi và sẽ do tôi cai quản. Cái công ty mà cha con ông bán mạng xây dựng cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ là nữ chủ nhân đường đường chính chính. Và tôi sẽ từng bước, từng bước, từng bước giao mọi thứ lại cho con trai của tôi. Đứa con trai tội nghiệp mà ông đã từng bắt nó phải quỳ gối trước mặt con của ông ở trại trẻ mồ côi đó, ông nhớ không? Mang tiếng là vợ của ông, là mẹ của các con ông, vậy mà sao? Tất cả trong cái ngôi nhà này không hề có một tấm hình nào của tôi. Nhưng không sao, tạm thời tôi sẽ giữ mọi thứ như cũ.
Nhưng sắp tới những tấm hình này sẽ được thay thế hết. Tôi sẽ thay hết. Sẽ thay hết. Sẽ thay hết. Thay hết.